đoạn đêm lạnh chùa hoang. Đại sư ca, coi chùa này quán dám quá. Bao giờ mình trở lại gian nam? Nhưng đại sư ca đã ra đi biệt biệt. Để làm gì? Nhị sư ca hãy cho em biết người con gái may mắn đó là ai. Trời ơi, nhị sư ca đi yêu một người con gái dần vương về trà nát quê hương xứ trà. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Thiếu Nhi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.